Huyết hành kim là những người mà sinh từ ngày 19 tháng 2 cho đến ngày mùng 5 tháng 4 dương lịch. Đó. 19 tháng 2 đến ngày 19 tháng 2 đến ngày mùng 4 tháng 5 dương lịch, tức là vào đây là sinh vào mùa xuân. Mùa xuân thì là dư mộc, mùa xuân dư mộc nên là sẽ thiếu kim. Tôi gọi đây là mệnh khuyết kim. Thứ hai chúng ta nói đến mệnh khuyết thủy. Khuyết thủy là những người mà sinh vào ngày từ ngày mùng 5 tháng 5 đến ngày mùng 7 tháng 8 dương lịch. Tất cả những cái thời gian này tính dương lịch vì sẽ dùng theo bát tự mà. Mệnh khuyết thủy thì sẽ sinh vào ngày mùng 5 tháng 5 đến ngày mùng 7 tháng 8 dương lịch. Tức là sinh vào mùa hạ ấy. Mùa hạ thì dư hỏa nên là thiếu thủy. Được chưa? Rồi tiếp tới là hành mộc. Hành mộc thì sẽ khuyết, những người mà khuyết hành mộc ấy là những người mà sinh vào khoảng thời gian từ ngày mùng 8 tháng 8 đến ngày mùng 7 tháng 11 dương lịch. Mùng 8 tháng 8 đến mùng 7 tháng 11 dương lịch. Vì các bạn sinh vào mùa thu thì thừa kim và thiếu mộc. Còn những người mà mệnh khuyết hỏa thì sẽ sinh vào ngày mùng 8 tháng 11 đến ngày 18 tháng 2 dương lịch. Khuyết hỏa là ngày mùng 8 tháng 11 đến 18 tháng 2 dương lịch, tức là bạn sinh vào mùa đông ấy. Mùa đông thì các bạn dư hỏa và thiếu dư thủy và thiếu hỏa. Tại vì sao mà không có thổ? Vì trong phong thủy ấy, thì ngũ hành toàn tại thổ. Mọi cái ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, kim mộc thủy hỏa thì đều có tàng chứa thổ ở trong đó, nên là không có người bị thiếu thổ. Như vậy thì bốn mùa sẽ tương ứng với cả bốn hành khuyết đặc trưng của từng mùa. Mỗi hành khuyết này thì chúng ta sẽ cần phải lưu ý riêng và cải vận riêng cho từng người. Tuy nhiên đó là xét về cái ngày tháng năm sinh chung. Còn nếu như các bạn muốn biết là ngày tháng năm sinh của mình, đó mới chỉ là tháng sinh thôi. Còn nếu mà bạn muốn luận cả ngày, cả giờ, cả tháng, cả năm thì các bạn cần phải lưu ý tới một cái lá số, gọi là lá số bát tự. Lá số bát tự này sẽ tìm ra cho các bạn một cái yếu tố gọi là dụng thần và hỷ thần. Dụng thần và hỷ thần sẽ là cái công cụ để mà chúng ta luận đoán được chính xác hơn. Những người mà hành kim thì có thể an vị những cái vật phẩm phong thủy mang hành kim vào hướng tây hoặc tây bắc, sẽ bổ sung cái kim khí cho cái ngôi nhà của mình. Còn ngoài ra là về đồ ăn thì chúng ta cũng cần lưu ý là những người mà khuyết kim ấy thì chúng ta hãy bổ sung những cái thực phẩm mà mang vị cay, mà lại còn có tính lạnh nữa đấy thì càng tốt. Quần áo thì chúng ta cũng nên mặc màu trắng. Quần áo thì mặc nhiều màu trắng. Chúng ta đeo những cái trang sức thì chúng ta cũng có thể đeo những cái trang sức bằng kim loại. Một số người thì đeo trang sức bằng đá thì không phù hợp nhé. Ngoài ra thì những người mà khuyết hành kim ấy, chúng ta cũng cần phải bổ sung xông qua là cái phong thủy dành cho ngôi nhà của chúng ta. Chúng ta cũng cần phải quan tâm tới phong thủy dành cho nhà. Phong thủy dành cho nhà thì những người mà khuyết kim ấy thì có thể bổ trợ được thông qua những cái vật phẩm, hoặc là chúng ta cải biến lại cái cung bản mệnh của mình. Là tùy từng người sẽ có cung bản mệnh ở những hướng khác nhau, thì các bạn có thể nhắn tin cho đội ngũ trợ lý của tôi để đội ngũ trợ lý sẽ giúp các bạn phần này. Mộc thì chủ về những vị chua. Khuyết mộc thì chủ về vị chua, nên là những người mà khuyết mộc thì có thể các bạn, những người mà khuyết mộc thì tôi khuyên các bạn nên ăn chay. Nếu mà chúng ta có thể ăn chay được thì trong thực đơn hàng ngày sẽ bổ sung được những cái thực đơn về thực vật. Thực vật là chủ yếu thì có thể tốt hơn. Còn nếu mà các bạn ăn không ăn chay mà các bạn muốn bổ sung thêm đạm thì các bạn có thể ăn cua, ăn ghẹ hoặc là những cái nước ép từ trái cây, các bạn cũng nên sử dụng thường xuyên. Vì là mộc thì đặc tính là chua, nhưng các bạn hãy dùng những cái thực phẩm có vị chua. Và các đồ vật trong nhà chúng ta cũng nên làm bằng những chất liệu từ gỗ thì sẽ bổ sung được nhiều. Có thể các bạn hãy đeo những cái vòng gỗ này, hay là đeo vòng chất liệu bằng gỗ. Còn màu sắc như thế nào thì chúng ta sẽ chọn theo dụng thần. Còn đối với cơ thể người thì mộc thì đại diện cho gan này, chân tay, lông, tóc, móng. Nên là những người mà bị khuyết hành mộc ấy, các bạn cũng cần phải cẩn trọng
cần phải chuẩn trọng những cái chức năng về gan, hay là cũng dễ bị những bệnh liên quan đến chân tay, những dễ bị những bệnh mà có thiếu tóc tóc thưa chẳng hạn. Tóc thưa hoặc là móng tay mọc thì cũng là thường là đại diện cho những người mà bị khuyết mộc. Khuyết mộc là ngày từ mùng 8 tháng 8 đến mùng 7 tháng 11. Nên là những người mà khuyết mộc thì các bạn có thể thấy là tôi vừa mới nói là các bạn có thể một số bạn sẽ bị ảnh hưởng chức năng gan hoặc là chân tay có vấn đề, hay là tóc thì không được dày. Tôi là một người tóc thưa, tôi cũng khuyết mộc. Với mệnh khuyết thủy thì chúng ta có thể sử dụng các cái thực phẩm như là cá này, sinh vật biển này, hay là hải sản, những tổ yến, mộc nhĩ chẳng hạn. Còn nếu mà về đồ uống thì chúng ta có thể uống bia, uống sữa. Vì thủy thì mang thủy thì lại mang cái vị mặn, thủy là mang vị mặn, nên là chúng ta hãy bổ sung những cái thực phẩm mà có cái tính đậm đà một chút. Một số các cái quan điểm nói là thủy, vì thiếu thủy nên là vì thiếu thiếu thủy nên chúng ta bổ sung hành kim thì là sai hoàn toàn nhá. Chúng ta thiếu hành gì thì chúng ta bổ sung hành đó thôi. Rồi thứ tiếp theo nữa là về thói quen sinh hoạt ấy. Thói quen sinh hoạt thì những người thủy thì có thể nuôi cá, những người khuyết thủy thì có thể nuôi thêm cá. Và chú ý là chúng ta khi mà đi vào những cái khung giờ, ví dụ như là giờ ngọ, giờ chính ngọ ấy, thì cũng cẩn thận, vì cái giờ chính ngọ này là giờ mà hỏa tính rất là cao, có thể là những người mà khuyết thủy sẽ cảm thấy mệt mỏi vào lúc chính ngọ như vậy. Rồi một số những cái bệnh mà chúng ta dễ mắc phải đó là xương, tai và thận. Nếu như những bạn nào mà bị khuyết hành thủy thì cái xương, tai và thận của các bạn ấy cũng sẽ là những bộ phận mà sẽ yếu nhất trong cơ thể, nên các bạn cũng cần phải cẩn trọng. Đặc trưng của những người mà bệnh khuyết hỏa thì chúng ta nên ưu tiên sử dụng một số những thực phẩm mà mang cái vị đắng, vì hành hỏa thì tượng trưng đắng thì là đặc trưng của hành hỏa mà, nên là chúng ta bổ sung hỏa khí. Ví dụ như là chúng ta ăn những cái đồ đồ nướng, tim, những cái đồ tim, những cái gân thì sẽ mà bổ sung nhiều những cái thuộc tính hành hỏa. Ở trong nhà chúng ta thì cũng nên nuôi những con vật nuôi như là chó, mèo. Và nếu như các bạn có mua xe ấy, thì mệnh khuyết hỏa, mặc dù là mệnh khuyết hỏa nhưng chúng ta không nên bổ sung màu đỏ, mà nếu như mua xe thì chúng ta lại phải dùng cái bát tự của chúng ta phải dùng một cái lá số bát tự thì mới có thể luận đoán được là chúng ta thực sự là đang dụng thần là màu gì. Thì tất cả những cái vật quan trọng là chúng ta nên dùng lá số bát tự để mà luận đoán ra dụng thần.